Hey hey hey, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Rita. Mình là Ngô Cẩm Ca và hôm nay trong clip này thì mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cách phân biệt giấy nhuốm trùng và giấy nhuốm ý, hai loại thường gặp nhất ở trên thị trường hiện giờ. Nó có 5 cái điểm khác biệt căn bản và bây giờ thì mình tìm hiểu cái khác biệt đầu tiên, đó là về bao bì. Các bạn quan sát hai cái cuộn giấy nhuốm ở trong video này nha. Phía trên và màu hồng đậm là giấy nhuốm trùng và phía dưới màu hồng nhạt là giấy nhuốm ý. Khi mình cầm cái bao của cuộn nhuốm ý lên thì mình cảm giác nó dai dai và nó trơn. Thường ở giữa cuộn nó sẽ dán một cái nhãn, ở đó có mã này, mã màu, có kích thước, có khối lượng, nơi sản xuất là Made in Italy và hãng sản xuất là Cartotecnica Rossi. Thì nó có cả mã vạch nữa luôn các bạn. Rồi, còn giấy nhuốm trùng thì sao? Cái vỏ của nó khá là mỏng và nó giòn giòn, nó cực kỳ dễ rách, mình chỉ cần đẩy một cái là nó rách luôn. Khi mình muốn lấy cuộn giấy nhuốm trùng ra thì không cần dùng kéo, mình chỉ cần đẩy lên là nó ra thôi. Bởi vậy khi mà vận chuyển xa hay vận chuyển nhiều thì giấy nhuốm trùng nó dễ mất cái bao lắm các bạn. Nếu mà bạn quan sát kỹ thì bạn sẽ thấy hai cuộn giấy này, cuộn giấy trùng nó nhỏ hơn cuộn giấy ý đúng không ạ? Thì giấy trùng nó chỉ có khối lượng khoảng 100g thôi, trong khi đó cuộn giấy nhuốm ý này là 140g. Đó là cái điểm khác biệt thứ hai. Và khác biệt thứ ba là về gân. Thì gân giấy nhuốm ý, các bạn quan sát nha, cuộn màu hồng nhạt là nhuốm ý ở trên, thì nó gân to hơn, nhìn nó sồ hơn. Và khi mình sờ vào nhuốm ý thì mình cảm thấy nó thô và nó khá là dày. Còn giấy nhuốm trùng thì sao? Giấy nhuốm trùng thì gân nó mịn hơn này, nó mỏng hơn. Mình đưa ra sáng các bạn thấy nó mỏng hơn với nhuốm ý nhiều luôn. Đó là điểm khác biệt thứ ba. Về cái khác biệt thứ tư thì các bạn đợi mình cắt giấy ra và mình chia sẻ với các bạn nha. Rồi ở đây mình có hai mảnh giấy nhuốm đã được cắt rồi. Các bạn quan sát nha, phía trên màu hồng nhạt là giấy nhuốm ý và màu hồng đậm hơn là giấy nhuốm trùng. Thì mình sẽ kéo giãn hai cái mảnh giấy này. Kích thước ban đầu của nó là 10cm nha các bạn. Bây giờ mình có một cái thử nghiệm là mình sẽ kéo giãn hết cỡ hai mảnh giấy này xem nó dài ra được bao nhiêu nha các bạn nha. Mình bắt đầu với giấy nhuốm ý trước. Và sau khi được kéo giãn thì mình sẽ đo lại. Giấy nhuốm ý bây giờ có kích thước là 18,5cm ngang. Như vậy là nó đã dài ra gần gấp đôi so với kích thước ban đầu. Và tiếp theo là giấy nhuốm trùng. Mình cùng quan sát sau khi kéo giãn xem thế nào. Đầu tiên là mình thấy giấy nhuốm trùng kéo giãn ra nó ngắn hơn giấy nhuốm ý rồi đó. Chỉ có 13,5, chưa được 14cm ạ. Như vậy về độ giãn thì giấy nhuốm ý nó cao hơn giấy nhuốm trùng nhiều nha các bạn nha. Điểm khác biệt thứ tư đó chính là màu sắc và độ bền màu. Thì giấy nhuốm trùng trên thị trường hiện giờ có khoảng 30 màu và màu này cũng khá là nhanh phai. Trong khi đó thì bảng màu của giấy nhuốm ý là 48 màu. Giấy nhuốm ý 140g thì cái mã màu nó bắt đầu từ số 9 nha các bạn. Có đầy đủ các tông màu từ nóng tới lạnh và nó cực kỳ bền. Đấy là mình nói đặc điểm chung, chứ còn giấy nào thì nó cũng có ngoại lệ hết nha các bạn. Cái điểm khác biệt cuối cùng mà mình muốn nói đến ở đây đó chính là giá thành. Giá bán lẻ của giấy nhuốm ý là khoảng 28-30 ngàn một cuộn và giấy nhuốm trùng là từ 12-15 ngàn một cuộn. Và nhắc đến giá thì các bạn đừng có quên cái câu tiền nào của ấy. Giấy nhuốm ý tuy giá cao hơn nhưng chất lượng rất là xứng đáng, nó không có dễ bị rách như giấy nhuốm trùng. Các bạn vừa nghe mình chia sẻ 5 cái điểm khác biệt căn bản của giấy nhuốm ý và giấy nhuốm trùng rồi. Thì bây giờ các bạn xem một số mẫu hoa mình làm từ hai loại giấy nhuốm đó nhé.